Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực setup của Head Fashion Show 2019. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan những gian hàng sẽ có mặt trong Head Fashion Show 2019 năm nay nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với gian hàng của Thi Vân, một thương hiệu sản xuất những mẫu âm ly đèn và loa made in Việt Nam. Và sản phẩm của Thi Vân còn được phân phối tại một số quốc gia trên thế giới như là Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Mỹ và Anh. Và ở đây thì chúng ta sẽ có 4 mẫu âm ly đèn dành cho headphone là tuyệt vời, rất là to ở đây. Và cụ thể cạnh mình ở đây là một mẫu âm ly đèn cho headphone có công suất lớn nhất thế giới và nó nặng như hơn 50kg. Và các bạn biết giá của nó là bao nhiêu không? Khoảng hơn 30 củ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai mẫu loa mới rất là thú vị. Và các bạn hãy nhanh chân đến với gian hàng của Thi Vân để có thể trải nghiệm tất cả những sản phẩm ở đây nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với gian hàng của Asus. Và chắc chắn khi đến với một triển lãm tai nghe và các thiết bị di động thông minh như này thì Asus sẽ không thể nào mà chỉ mang đến cho chúng ta những chiếc máy tính được. Và đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều những thiết bị tai nghe để các bạn, đặc biệt là cho những bạn game thủ có những cái trải nghiệm chơi game tuyệt vời nhất. Đầu tiên đây chúng ta sẽ có chiếc tai nghe ROG Strix Fusion 700. Giá của chiếc tai nghe này rơi vào khoảng 5.990.000 đồng. Tiếp theo đây là chiếc ROG Fusion Wireless và giá của chiếc tai nghe này là 3.990.000 đồng. Và bên cạnh nữa đây là chiếc ROG Delta và giá của nó là 5.690.000 đồng. Và các bạn nhớ là khi ngày mai đến với gian hàng của Asus thì các bạn sẽ được trải nghiệm những chiếc tai nghe này một cách hoàn toàn miễn phí và thoải mái nhất nhé. Ngay bên cạnh đây của chúng ta sẽ là khu vực trải nghiệm VR. Và hiện tại thì bên Asus đang chuẩn bị những cái công tác hoàn thiện cuối cùng để ngày mai các bạn có thể đến đây để trải nghiệm những trò chơi thực tế ảo, những cái trò chơi mà mới nhất, hot nhất một cách hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với gian hàng của Yamaha. Đây là một trong những gian hàng lớn trong Head Fashion năm nay. Và đến với Head Fashion năm nay thì Yamaha sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những thiết bị âm thanh cho gia đình. Và nổi bật ở đây thì chúng ta sẽ có chiếc ESP 5600. Wow, một chiếc sao 3 rất là to đúng không các bạn? Và bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái thiết bị âm thanh di động khác nữa. Theo chúng ta là một chiếc Shaba có tên là AIS 408. Chiếc Shaba này thì tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam cũng đã có một video chia sẻ. Và ngày mai khi đến với gian hàng của Yamaha thì các bạn sẽ được trải nghiệm thực tế chiếc Shaba này nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với gian hàng của Sennheiser. Ở đây thì các bạn sẽ được trải nghiệm rất nhiều những mẫu tai nghe và những mẫu headphone cao cấp. Cụ thể thì ở đây chúng ta sẽ có một số mẫu tai nghe như là Sennheiser HD 599, Sennheiser HD 569 này, Sennheiser HD 559. Và đặc biệt ở đây chúng ta sẽ có một bộ đôi rất là ấn tượng, đó chính là chiếc tai nghe HD 820 và bộ kéo HDV 820. Và các bạn đến đây các bạn sẽ được trải nghiệm tất cả những sản phẩm ở đây nhá. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với gian hàng ở bên Nakagu. Các bạn mến, ở bên đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều những mẫu tai nghe khác nhau. Đó, rất nhiều loại cho các bạn. Và các bạn khi đến đây các bạn có thể trải nghiệm tất cả những mẫu tai nghe này rất là thoải mái. Ngoài những tai nghe của AKG thì bên này chúng ta sẽ có rất nhiều những mẫu loa đến từ JBL. Có rất nhiều những đa dạng kích thước khác nhau từ nhỏ cho đến lớn. Và các bạn hãy đến gian hàng của AKG và JBL để có thể trải nghiệm hết tất cả những sản phẩm ở đây nhé. À, và quên nữa, nếu như các bạn có một niềm đam mê đối với những chiếc tai nghe đến từ JBL thì các bạn, chúng ta hãy cùng nhau sang gian hàng bên kia nhé. Let's go. Như các bạn có thể thấy, khi chúng ta đến với gian hàng tai nghe của JBL thì sẽ có rất nhiều những mẫu tai nghe khác nhau, từ các mẫu tai nghe cao cấp cho đến những mẫu tai nghe tầm trung. Ví dụ ở bên giữa này chúng ta sẽ có những mẫu tai nghe Bluetooth và tai nghe True Wireless. Có rất nhiều những mẫu mã kiểu dáng cũng như là mẫu sắc khác nhau. Các bạn hãy đến đây và có thể trải nghiệm cụ thể từ mẫu tai nghe nhé. Còn ví dụ bên kia các bạn có nhìn thấy không? Ở đây có một cái tai nghe màu hồng rất là xinh. Nhưng rất tiếc là mẫu tai nghe này lại không dành cho người lớn cho chúng ta mà sẽ dành cho các bé thiếu nhi. Bởi vì tai nghe này có giới hạn là dưới 65 dB để không làm ảnh hưởng đến màng nhĩ của các bé. Đây cũng sẽ là một sự lựa chọn hay và thú vị cho các bạn khi đến với gian hàng của JBL nhé. Các bạn mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm một số gian hàng trong Head Fashion Show 2019 năm nay. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, ngày 29 tháng 6 tại trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau trải nghiệm tất cả những sản phẩm thú vị trong Head Fashion Show 2019 năm nay nhé.